Hello, xin chào mọi người. Hãy đăng ký kênh HNT Channel và nhớ mở thông báo kênh lên nha mọi người. Hình cái chuông để khi HNT ra video các bạn sẽ được nhận thông báo và vào chơi với mình cho vui. Và đừng quên like và chia sẻ video qua Facebook để ủng hộ cho HNT nha. Wow, hôm nay HNT sẽ chơi một cái tựa game đó là Thành Phố Rồng. Chúng ta đang có một cái con dragon. Quá tuyệt vời các bạn à. Bây giờ Valentine tình yêu sẽ thả thính với cái tuyệt chiêu đẹp nhất luôn, tuyệt chiêu chưa từng thấy. Wow, hiệu ứng đẹp quá. Rồi, chú ấy đã làm hoàn thành cái nhiệm vụ mà mình đã giao cho chú ấy. À, tiếp theo là hoàng tử băng giá sẽ đi giải quyết tất cả những vấn đề còn lại ở đây. Dứt điểm, quá tuyệt vời. Tiếp theo hoàng tử băng giá sẽ đấu với hoàng tử băng giá ư? Hai mươi lăm ngàn, lượng sát thương không hề nhẹ. Tem bạn thì chỉ có 13 thôi. Wow, siêu trâu mập của HNT được đam. 38k, hàng tấn sát thương đang được dồn vào cái con hoàng tử băng tem bạn. 400 phần thưởng của mình. Trận tiếp theo HNT xin được phép mang con kinh công, một con dragon được rất là nhiều bạn yêu mến. Wow, con này mới level 9 à man. Đây mình sẽ solo motion cho các bạn xem tuyệt kỹ của cái con Valentine tình yêu. Hoa anh đào phun một cái cục gọi là làn khói hồng. Wow, Valentine tình yêu là người ta hay đi chơi với bồ hay là sẽ trao tặng nhau những kỷ niệm thật là đẹp. Còn dân FA như mình thì ở nhà ôm máy tính. Rồi bây giờ thì hãy xem hoàng tử băng giá của chúng ta. Wow, sát thương của hoàng tử thì cực kỳ ngon luôn. 37 anh nghĩ chắc hốt khá để con này thắt chắc luôn ấy. Cho các bạn xem khả năng cực kỳ bá đạo đến từ hoàng tử băng. Dường như một câu hoàng tử băng đủ khả năng cân có 3 luôn. Không thể tin được. À, mình ra mình thả thính nó cái nào. Tốc độ slow motion với tuyệt chiêu điện đến từ Valentine tình yêu. Vẫn là hiệu ứng phun một làn khói tình yêu vào cái con dragon khủng long tem bạn. Rồi hai anh ta sẽ cho con du kinh công vô của các loài khỉ. Wow, khủng long đang trêu ghẹo khỉ các bạn à. Khả năng mặt trăng đến từ du kinh công. Khà khà. Quá tuyệt vời. Ở sau một hồi hỗn chiến thì chúng ta sao mà hốt được có 3 hiệp thôi. Ở đây thì hiện tại đang có cái event này vẫn còn, dường như là cái gì đâu mà còn tới 4 ngày cơ vậy. 4 ngày 2 giờ nữa các bạn à. Cái lượng ngày không hề nhẹ tí nào. Wow, HNTR có một cái thôi mà nó chạy từ lưa hột dưa tài le hột me luôn. Đây. Wow, chúng ta nhận được 5 mảnh con dragon mới. Rồi, hôm nay HNT sẽ mình sẽ bật cái khiên lên đây. Và chúng ta sẽ cố gắng đi quậy cho một cái khu vực mà người ta gọi đó là khu vực arena. À quên. Các bạn à, ở đây các bạn có thể lấy được cái con dragon mới này nữa. Bạn nào chưa có con này thì hãy vào cái khu vực gọi là West để chiến đấu và giành lấy cái em này nha. Đây, phát tài phát lộc con dragon cực kỳ đẹp của HNT Channel. Mong một tát mắt. V
Và dường như ngày thần tài là ngày mùng 10 thì phải các bạn à. Người ta rất là hay đi mua vàng vào cái ngày này để cầu mong cho cả năm được gọi là phát tài, phát lộc. Thú vị. Còn HNT thì không có mua. Ai cũng mua hết chỉ rồi. Ai cũng có chỉ một người không có. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ hốt luôn cái bé này nha. À, mình không có mua thử xem rồi cuối năm nó có phát tài không. Như các bạn đang trông thấy đó thì ủa cái con này mình mới xài nó xong luôn nè. Quá tuyệt vời, chỉ mới level 16 thôi. Tiếp theo là baby bông gòn, kẹo bông gòn. Dứt đếm, bàn tay ma thực vừa được thi triển. Ôi bong bóng thả thính các bạn à. Con này quýnh đẹp nè. Chúng ta slow motion lại xíu nha, cho nó quýnh mạnh phát nữa ha. Đây, mình sẽ cho nó quýnh mạnh phát nữa cho các bạn xem. Slow motion lại hiệu ứng vừa rồi. Những chiếc bóng được đạp xuống. Oh my god, 8.300 mém tắt thở vậy đó. Mông mệt tắt mắt. Wow, bốc hơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi gẹo ở khu vực người ta gọi là arena nha mọi người. Một khu vực khá là khó khăn gây cấn luôn. Wow, 30 30 30. Trận này gắt đây các bạn. Ok, chơi lều luôn. Để mình lều thử xem trận này sẽ như thế nào. Tên bạn được quýnh trước 12.000. HNT thì dường như được đam. Hãy đi qua tấn công. Wow, 9.000 hả bé. Level 30. Thôi mình dập con này luôn đi. Nó quá tuyệt vời. Tiếp theo là anh bạn chiến binh. Oh my god, cái gì mà nó mạnh kinh vậy. Ơi nó mạnh kinh khủng các bạn à. Wow, nó quất mình, nó còn hút máu của mình nữa. Yeah, chúng ta đã hạ được một bé. Tiếp theo đang đối phó với một em chim điện. Oh my god, gắt vậy. Như bạn đang trông thấy thì lượng sát thương đến từ chim ưng này quá là mạnh luôn. Ở mình không biết là mình cầm cự nổi với nó qua cái con trăng này không. Rồi không cầm cự nổi rồi các bạn à. Oh my god, mạnh quá. Tưởng đâu là có thể nhẹ nhàng, ai ngờ đâu khó kinh khủng. Mặc dù có cái khiên luôn. Muốn không lại là không lại các bạn. Giờ chúng ta sẽ đi gạo những thành viên kênh nha. Wow, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thành viên. Đây, những thành viên rất là đáng yêu và dễ thương. Nguyễn Trần Tuấn. Hôm nay anh ta sẽ đấu với Tuấn nha. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu với bạn Tuấn này. Đầu tiên là chiến binh bằng giá, tiếp theo là kinh công ca. Và một cái anh bạn cực kỳ quen thuộc luôn, đó chính là phát tài phát lộc. Đọc cái tên thôi là thấy tiền muốn chạy vô rồi các bạn à. Wow, đầu tiên thì chúng ta sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của kinh công, mấy sức mạnh của con khỉ. Wow, ở nó đam kinh quá các bạn ơi, 28.000. Đây, hãy xem khả năng của phát tài phát lộc. Tiền vào như nước sông Đà. Sợ quá, nhưng mà mình cần thấy thì chúng ta cần phải chiến đấu với hai em. Rồi, cuối cùng chỉ còn lại một em.
30.000 dam luôn. Một sát thương cực kỳ khủng. Wow, kinh công mình thì không phải dạng vừa đâu. Kinh công mình là dạng siêu bự bự đấy. Đúng mạnh luôn. Wow, tiếp theo sẽ là ai? Mình xin đấu với bạn Kim Dinh, Kim Đính nha. Đây, Ruby siêu trâu và một em Dragon phát tài để sẽ được xuất hiện. Chết là bấm lộn con cầu rồi. Mình phái con phát tài hơn. Đó. Là chúng ta sẽ cố gắng để dành thức ăn rồi để dành tiền. Mình sẽ mua thức ăn và mình làm cho cái con này nó mạnh hơn. Wow, ba con Heroic. Đây, hai anh ta sẽ sử dụng sức mạnh của siêu trâu map. Tấn công. Wow, 50 mấy nghìn dam luôn các bạn à. Dường như chú ấy mạnh hơn mình tưởng. Đây, hãy xem sức mạnh đến từ siêu trâu map. Tấn công. Wow, nó được dam với mình 24.000 luôn. Không đùa được rồi. Rồi, HNT nhờ đến con này à. Mình nghĩ là chúng ta sẽ có thể đam trên 11k. Oh my god. Không được thì thôi vậy. Wow, bây giờ chúng ta sẽ đấu với một cái con gọi là khủng long bạo chúa các bạn à. 57.000. Oh my god, Ruby mạnh kinh khủng luôn ấy. Anh Tây không nghĩ rằng nó mạnh đến vậy luôn. Rồi, để anh Tây xem qua hôm nay chúng ta có cái gì đặc biệt không. À, mua skin à. Làm sao mà mua skin mới cho con này được ta. Ai bán skin. Gói Epic. Con này mình có rồi. Không có gì mới cả. Wow, và tiếp theo hai anh ta sẽ hốt thêm một thành viên nữa. Rồi, trận này chúng ta sẽ đấu với Nam Lê nha, level 63, để hình nguyên một con chim ưng. Thuyền trưởng đẹp trai sẽ ra trận này và siêu trâu mập 63 thì chắc không phải dạng vừa đâu, chắc mình phải nhờ đến diễn binh bằng giá. Action, cuộc chiến xin được phép bắt đầu. Các bạn hãy cùng nhau hướng mắt vào màn hình sân khấu để có thể chiêm ngưỡng được nhan sắc của cái con thuyền trưởng đẹp trai của mình, mang sức mạnh đến từ biển cả. Anh ấy sẽ làm được điều gì ở đây? 27.000. À, cái chiêu anti, ôi lộn, cái chiêu này giống như cái chiêu mạnh nhất của mình vậy. Khi mà xuất chiêu đó là sẽ được cộng thêm một lượt đánh nếu như may mắn. Còn không may mắn thì nó không có được cộng chiêu thôi chứ không gì hết. Wow. Oh my god, con cầm ná này nó đúng mạnh luôn ấy các bạn. Hình như là trên người nó có hình cái này nè. Cái hình này hình như là rồng VIP thì phải. Wow, hai con chiến binh băng giá đang đối đầu với nhau. Cuộc đối đầu nảy lửa. Đây, mình sẽ cho các bạn xem sức mạnh đến từ siêu trâu mập. À, slow motion cho các bạn xem luôn. Tuyệt kỹ, dòng số 8. Mông mệt bác. Quá đẹp các bạn à, 23.000. Đáp trả, chiến binh băng giá đang sử dụng mũi giáo của mình. Sát thương quá khủng nhưng mà HNT thì không hề ngao ngán chú ấy. Tấn công. Quá tuyệt vời các bạn à. Wow. Và các bạn à, xem video cho HNT một like ủng hộ nha. Ai chưa đăng ký kênh HNT channel hãy bấm subscribe và nhớ mở thông báo kênh lên nè. Đó, và đừng quên like và
chia sẻ video qua Facebook ủng hộ HNT với VFX Footage. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.